Rồi, nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video này mình tiếp tục chia sẻ đến mọi người một cái app khai thác coin. Thì ở đây chúng ta sẽ khai thác cái đồng Pool Token ở trên cái ví Pool Wallet nhé. Thì ở với cái dự án này thì nó là một cái blockchain riêng. Nó là cái mạng Pool Network. Thì theo đánh giá thì đây là một cái kèo khá là tiềm năng, nên là anh em hãy tập trung tham gia vào cái kèo free và miễn phí như thế này nhé. Và để tham gia vào cái dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì mọi người sẽ chọn cài đặt trên CH Play cho mình, mọi người chọn cài đặt. Rồi sau khi cài đặt, mọi người sẽ mở ra này. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ chọn vào nhập tạo ví mới cho mình nhé. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập cái tên của ví, mọi người sẽ nhập cái username của ví cho mình. Rồi, sau đó tích vào dấu tích này. Và mọi người chọn next cho mình. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ tạo một cái mật khẩu mở khóa gồm 6 chữ số. Rồi đến bước tiếp theo thì nó sẽ có 12 cái cụm từ bí mật dùng để khôi phục lại ví nhé. Thì mọi người sẽ sao lưu 12 cái cụm từ này và cất vào một nơi bí mật để phòng trường hợp chúng ta xóa app hoặc là mất máy, chúng ta có thể khôi phục lại được cái ví này. Sau đó thì mọi người bấm chọn Next cho mình. Rồi ở bước tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu mọi người là nhập lần lượt từ cụm từ 1 cho đến cụm từ thứ 12 theo cái thứ tự của nó nhé, theo cái thứ tự mà mọi người thấy ở trong đó. Rồi sau khi nhập xong lần lượt từ 1 đến 12 cái cụm từ bí mật ấy, thì là mọi người đã hoàn thành xong cái việc tạo ví nhé. Và ở đây ấy, thì mọi người sẽ bấm tiếp vào cái mục là shipping này cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào cái mục giới thiệu. Mọi người sẽ kéo lên cho mình. Đó thì ở đây thì mọi người sẽ bấm vào chữ thêm mã mời. Thì cái việc thêm mã mời này sẽ làm tăng cái tốc độ khai thác của mọi người nhé. Thì cái mã mời mình có để dưới phần mô tả, mọi người copy cái mã mời và dán vào đây. Rồi, sau khi nhập xong mã mời, mọi người bấm chọn thêm vào. Ok, như vậy mọi người đã thêm thành công mã mời nhé. Thì cái tốc độ khai thác của mọi người sẽ được tăng lên. Đó, sau đó thì mọi người kéo xuống thì ở đây nó sẽ có cái đường link để đi chia sẻ và cái mã mời mọi người đi chia sẻ mọi người. Thì mỗi một lượt giới thiệu thành công thì mọi người sẽ tăng được cái tốc độ khai thác lên. Rồi bây giờ mọi người sẽ bấm cái mũi tên quay trở lại này. Rồi ở đây mọi người sẽ bấm chọn vào cái mục mining này cho mình. Đó, sau đó thì sẽ bấm chọn vào bắt đầu min. Anh đang chơi điện thoại đó à? Thật ra anh đang kiếm tiền trên điện thoại của mình đó. Em không tin, anh làm thế nào? Rồi sau khi xem xong quảng cáo ấy, thì nó sẽ tiến hành khai thác nhé. Thì một ngày mọi người sẽ vào đây để kích khai thác 2 lần. Có thể là 12 tiếng một lần, có thể là 13, 14, 15, 16 tiếng một lần. Đó, sau khi mà nó hoàn thành 100% khai thác thì mọi người bấm vào chữ nhận thưởng để claim cái đồng token Pool mà mọi người đã khai thác được về ví này. Đó, thì ở đây nó sẽ trả, sau khi nhận thưởng thì nó sẽ trả về cái ví Pool ở đây. Thì để chuyển sang cái mạng Pool ấy thì mọi người sẽ bấm vào cái dấu cộng này cho mình nhé. Mọi người quay trở lại này. Rồi mọi người sẽ bấm vào trên này để chuyển sang cái mạng Pool này. Rồi ở đây mọi người sẽ nhìn thấy cái mạng Pool chưa? Đó, mọi người bấm vào đây. Thì cái số dư mọi người nhận được thì nó sẽ chuyển về cái mạng Pool này nhé. Đó thì ở cái ví này thì nó cũng tương tự như các ví khác thôi, nó cũng có cái mục thị trường này, rồi mục ví này, rồi swap này, gửi nhận quét mã QR. Đó thì đây là một cái kèo coi ví cũng khá là tiềm năng và lại hoàn toàn free, nên mọi người tranh thủ làm cho mình nhé. Ok, như vậy thì mình đã chia sẻ đến mọi người một cái app khai thác cái đồng token Pool. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.